xưa nay, thị suy thế vận lần xoay, non sông như cũ đổi thay khốn cùng. Ngoài tác phẩm Hạnh Phúc Ca, Nguyễn Thị Bích còn để lại một ít bài thơ cảm tác bằng chữ Hán. Nổi bật nhất là bài thơ Đường Luật, thể hiện cảm xúc mừng vui khi vào năm Tân Mão 1891. Sau bao ngày tang thương dâu bể, lễ Nam Giao đầu tiên được tổ chức lại. Bài thơ dịch nghĩa như sau: phong tục bao năm chẳng đổi thay, nước nhà hưng thịnh thấy từ đây. Trong cung vua trẻ noi hương trước, dưới trướng tôi lành giữ nét này. Áo mão phơi bày đông kẻ nhớ, trống chiêng vang dậy lắm người khuê. Xưa nay lễ nhạc là giềng nước, muốn được an dân phải thế này. Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay. Thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu của Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc quốc tế theo cầu của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Chương trình về thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng và thế mạnh như nông nghiệp, du lịch và vận tải. Phát biểu kết luận phiên họp chuyên đề trước khi băng hà, rằng đức vua muốn Trường Khánh Tông nối ngôi và nghe theo mọi điều mà đại thần Trương Đăng Quế bẩm báo, lòng ông dấy lên bao nỗi âu lo. Nguyễn trở vào Trường Canh phân vân việc có nên viết sớ về triều đình nên hay đánh. Càng nghĩ, Nguyễn càng thấy tình thế bất lợi về mình, sự nguy hiểm và cả cái chết lơ lửng trên đầu. Trên đất Trấn Tây này, ngày đêm quân phỉ đến quấy, trong khi đó quan quân Việt lấy trưng cất hơi nước bốc lên. Công nghệ này cũng có thể khử mặn nước lợ dưới lòng đất một vùng biệt lập và cung cấp nước uống cho 700 người. Một công ty kỹ thuật của Nga đã giới thiệu chó robot quân sự. Theo âm nhạc 9 giờ đến 21 giờ 20 giờ trừ 1 cộng 1 các bạn nhé. Thích thế nha các bạn. Chương trình mà cảm thấy khoan khoái, cảm thấy rất là thích thú trong người quá. Tại sao vậy? Vì mua đó. Đó à. Trời ơi, là như lần đầu tiên mua cho em thấy gì á? Không, cái này. Hết rồi. 10 ngày. Có 10 ngày thôi tôi tin. Lợi ích nào? Trương Minh Giảng và Phạm Văn Điền cùng về triều đình tâu lên hoàng thượng. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Thông Gieo Ngàn Hống của nhà văn Nguyễn Thế Quang. Con người này gian thật, được thăng quan giao quyền lớn
mà không theo ý của đấng tối cao để được làm quan to hơn, mà cứ xin rút để mất chức. Mất chức rồi, không tiếc, không sợ bị chém, mà cứ tiếp tục xin rút. Một thằng ngốc, một thằng gàn, một kẻ thông minh và than góc dám chết vì đại sự quốc gia. Trương Đăng Quế không cần biết, nhưng việc đề nghị rút quân của Nguyễn Công Trứ, có lẽ hắn đúng. Hắn có tài thao lược, nên đánh hay không nó giỏi hơn mình. Hắn cả đời tận trung với vua, không quân thần phụ tử đách nên người. Từ thuở thanh niên hắn đã tuyên bố thế, giờ đến tuổi lục tuần hắn cũng làm thế. 60 đấy, lục tuần. Báo cáo với lại các đồng chí hôm nay là phải coi thế là điều trị lại để cho nó nét nét thì mới dám gửi đi được nha. Yeah.